Chào các bạn nha, hôm nay mình quay một video về tổ ong phía trước mặt của mình này. Đó, đây là tổ ong mà mình thấy ngày hôm nay đó. Nó vừa mới qua đây làm tổ ở trong đây này. Này, tổ của nó nhỏ thôi. Mình có thể chạm vào nó nha. Tại vì cái con ong mật nhỏ này, ong ruồi không phải là ong mật đâu nha. Nó không có cắn người đâu. Đây này, ong mật đây này. Đó. Nằm trong cái cảnh nhỏ chút xíu à. Khi nào mà nó làm mật nhiều á, mình sẽ qua đây để ghé thăm nó, mình bắt cái mật của nó. Đó. Chừng nào mà nó lớn á, nó sẽ dài từ đây này. Từ chỗ này tới chỗ này này. Nó to cỡ đấy thôi, nó không có dài ấy, nó không có to nhiều lắm. Cái con này là con ong ruồi. Cho nên là nó, cái tổ của nó nhỏ thôi. Nước của nó tầm cỡ vài chưa tới một cái, người ta nói gì, tầm cỡ 4cc á, 3 cc đến 4 cc á. Mình cũng không biết về, nói về cách millilit của nó, 4 ml. Đó, người ta nói là 4 ml, 3 đến 4 ml. Cái tổ này này, hôm nay nó làm tổ. Đợi tầm cỡ 2 tuần á là tổ của nó từ đây sẽ tới đây này. Nó vòng qua đây này. Cái con này này. Nó cắn cũng không có đau lắm. Nhưng mà mỗi cái bị sưng thôi. Cái con này nó cắn chít chít, hơi bị đau một tí thôi, nhưng mà nó bị sưng, mình không thích cái cảm giác bị sưng đâu. Tại vì nó chít là mình có thể chịu được. Nhưng mà đến khi mà nó bị sưng đó, mình không muốn bị sưng mặt đâu. Sưng mặt, sưng mũi. Đó, con này này. Đây. Nhìn mà nó ngoan lắm. Cái con này nó không có hung dữ giống như con mật ong chúa đó. Này là bờ sông mà mình qua đây thăm ruộng này. Xong rồi mình có gặp một cái con này. Mình tiện thể mình làm video clip cho mọi người cùng xem luôn. Bây giờ là nó đang đề phòng mình này. Đó, có vài con nó đang theo cái tay của mình nó làm này. Đây này, rồi ong ruồi nha các bạn. Đó, ông nhỏ chút xíu à. Nhỏ chút xíu thôi. Để khi nào lớn á, mình sẽ bắt nó ăn nha. Bây giờ là tầm cỡ 10 cm. Tổ của nó 10 cm. Để khi nào lớn á là tầm 25 cm, và độ dày của nó là tầm cỡ 20 này, 25 đến 20 nha, tầm cỡ đó đó. Loài này là loài ong ruồi, chuyên làm tổ ở những bụi rậm như thế này này. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, đây là bụi rậm. Đây là cái tổ của nó này. Sau lưng của mình là tổ của loài ong ruồi. Còn phía trước kia thì mình sẽ đi khám phá có loài kỳ đà chuyên xuống chung sống ở chỗ đó đó. Có tổ hang ổ của loài kỳ đà bên trên nữa. Đó, bây giờ là mình không bắt được loài ong ruồi này. Đây. Ong ruồi này mình tạm tha cho nó. Để khi nào đủ 2 tuần sau thì mình lại ghé qua đây nữa. Bây giờ thì mình đi xem cái hang ổ của loài kỳ đà nha các bạn. Các bạn đi theo mình chỉ cho cái tổ của nó sống, tổ của loài kỳ đà nước á. Thường đào hang ở dưới cái hồ như thế này này, rồi đào sâu qua lên cái dốc bờ bên như thế này đó. Còn phía bên này là cái đám ruộng của người ta trồng này. Đám ruộng này màu mỡ lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá xem cái tổ con kỳ đà nữa nha.